Xin chào các bạn. Hôm nay Quốc Anh sẽ làm cho các bạn một cái video giới thiệu về cái phần ChatGPT này. Cái phần này á, Quốc Anh sẽ nói về những cái đề tài về hỗ trợ những cái gì ở trong cái công việc làm MMO của mình hoặc là làm cái tất cả cái công việc ha. Thì như các bạn đã biết thì ChatGPT là một cái con chat AI, nó đang khá là gọi là khá là nổi tiếng ở trong những cái ngày vừa qua đây. Nhưng mà bản thân Quốc Anh á, thì cũng đã sử dụng về cái phần tool AI cũng khá là lâu rồi, từ cách đây 2 năm, và để phục vụ cho cái công việc về xuất bản ứng dụng và phát triển ứng dụng ha, và làm những cái sản phẩm về product digital. Thì tất cả những cái công việc đấy á, thì mình thấy là những cái tool AI là mỗi cái tool có một cái chức năng khác nhau rất là hay, nhưng mà đến cái phần sự ra đời của ChatGPT này á, là nó là một cái giống như là một cái con AI nó to bự, nó có rất là nhiều cái tính năng, rất là nhiều cái nó rất là nhiều cái sự thông minh ở trong này, là giống như là một cái bách khoa toàn thư. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái phần đấy nha. Trước hết đó là ChatGPT nó sẽ giúp cho mình những cái gì. Trước hết mình sẽ demo và trình bày cho các bạn về cái phần là tạo nội dung tự động. Thì tạo nội dung tự động là gì? Thì các bạn sẽ xem cái phần demo của mình nha. Khi mà các bạn có một cái tài khoản ChatGPT mở ra như thế này, giao diện như thế này ha. Trước hết là các bạn cần phải chào nó một tiếng ha. Chào bạn nè. Trong phần này mình sẽ hỏi cho nó là việc quy trình phát triển ứng dụng app Mobi bằng Reskin app. Ok, mình hỏi cái câu này thì xem thử con chat GPT này nó trả lời như thế nào ha. Chat GPT này thì hiện tại nó là một cái AI nó học đa ngôn ngữ ha. Thì nó có thể là các bạn có thể chat bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh, nhưng mà có thể là chính xác nhất là bằng tiếng Anh, bởi vì nó ra đời bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh, sau đó nó scan ra tất cả mọi cái ngôn ngữ đa quốc gia ha. Quy trình reskin app thường bao gồm các bước sau, chọn một mẫu ứng dụng có sẵn. Đúng rồi, nó nói rất là đúng ha. Chọn một cái mẫu ứng dụng có sẵn là chọn một cái source code có sẵn, hay còn gọi là cái open source, hoặc là một app màu mình mua. Đúng rồi, thì cái bước này nó rất là chính xác ha. Sau đó là mình sẽ thay đổi giao diện cho người dùng của ứng dụng, mục đích để tạo ra cái giao diện mới riêng biệt đó. Thì cái này mình sẽ đóng gói sản phẩm ha. Tuy nhiên những tính năng nó phù hợp với yêu cầu khách hàng, kiểm tra sửa lỗi trước khi triển khai và phát hành app. Quá đúng. Những cái bước như thế này nó gồm có 5 bước rất là đơn giản ha. Phát hành app ở trên kho ứng dụng chính thức trên App Store hoặc là Play Store. Ok, lưu ý rằng việc reskin app có thể giúp bạn giảm thời gian chi phí phát triển, nhưng cũng có thể gây ra những vấn đề về bản quyền, tính năng app của bạn có thể bị giống hệt. Đấy, cái này thì nó lưu ý như vậy ha. Do đó hãy chắc chắn rằng tìm hiểu về cái luật bản quyền quy định của từng của các kho ứng dụng ha. Bên Play Store thì nó ok, còn App Store thì nó khắt khe hơn ha. Thì đây là cái quy trình reskin app. Con bot này nó cho chúng ta gồm có nó gồm có là 5 cái quy trình như thế này ha. Ok. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ hỏi ra một cái câu nữa. Cái này ví dụ như là về tạo ra nội dung thì chúng ta có thể hỏi về những cái chẳng hạn những bài viết ha. Ví dụ như tạo ra tạo cho tôi 10 ý tưởng ha. 5 thôi. 5 ý tưởng bài viết trên blog về đề tài công nghệ. Ok, thử xem nào. Thì ChatGPT này là một cái con AI, mình có thể là tận dụng nó để mình khai thác những ý tưởng ha, những ý tưởng chúng ta viết content, viết blog ở trên những website. Và cái cách viết thì chúng ta trước hết là mình sẽ hỏi nó
tìm hiểu về những cái ý tưởng trước, rồi sau đó từ cái ý tưởng này thì mình sẽ viết cái nội dung sau. Chứ chúng ta không cần nghĩ ra ý tưởng ha, chúng ta cứ cho nó gen ra, tạo ra một cái list ý tưởng, rồi sau đó mình sẽ chọn lọc, mình sẽ viết ra cái nào hay thì mình sẽ post lên trên blog ha. Đây, các công nghệ mới trong lĩnh vực AI của chúng ta được sử dụng trong hàng ngày ha. Những cách tiên tiến để bảo vệ những thông tin cá nhân ở trên mạng. Wow, những cái này cũng khá là hay. Rồi, thì như vậy trong vòng mấy giây thì mình đã có được 5 ý tưởng để mà viết bài trên một cái blog, một cái website về công nghệ ha. Thì đây là mình sẽ lấy một cái ha, ví dụ như bây giờ mình sẽ lấy cái thằng này. Viết cho tôi nội dung, viết cho tôi bài viết ha. Bằng tiếng Anh. Bằng tiếng Anh, mình viết yêu cầu nó là 500 từ thôi nha các bạn, 500 từ về đề tài. Mở ngoặc. Ok. Đây, mình copy cái đề tài, cái ý tưởng ở trên này này ha. Rồi, ok, bắt đầu nào. Trong phần viết bài viết trên blog ha. Trên blog. Rồi, bằng tiếng Anh. Thì ở đây mình yêu cầu nó viết bằng tiếng Anh ha. Thì nó có thể là viết bằng tiếng Anh hoặc là yêu cầu bằng tiếng Việt thì nó viết bằng tiếng Việt. Thì ví dụ như là viết bằng tiếng Việt đây ha. Trên blog khoảng 500 từ về đề tài như thế này ha. Ok, khá là chi tiết rồi. Bây giờ nó sẽ viết thôi. Trước hết là cái phần giới thiệu đấy. Nó sẽ giới thiệu cho mình 5 cách tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân ha. Ok, cũng khá ha. Sử dụng mật mật khẩu mạnh bảo vệ để bảo vệ tài khoản của bạn. Sử dụng các phần mềm bảo mật ha, sử dụng phần mềm diệt virus, firewall, phần mềm chống spyware. Nó 5 cái mà sao mà mới viết được 2 cái này, thì mình sẽ ghi tiếp theo nè. Xem có viết thứ ba không. Nó sẽ viết tiếp. Sử dụng kết nối an toàn, kết nối mạng an toàn, kết nối wifi tại nhà ha. Có nghĩa là chúng ta sử dụng những cái mạng wifi tại nhà thì nó ok hơn. Chú ý khi tải về. Chắc chắn rằng bạn hiểu các điều khoản và điều ước trước khi chia sẻ thông tin, khi đăng ký tài khoản và chia sẻ thông tin trên mạng ha. Hãy đọc kỹ những điều khoản và điều lệ của nhà cung cấp dịch vụ. Những bước trên sẽ giúp cho bạn bảo vệ thông tin cá nhân của mình trên mạng một cách tốt nhất. Hãy luôn chú ý đến các nguy cơ và thực hiện các bước để để tránh tấn công hoặc mất thông tin quan trọng. Đây là phần kết luận ha. Thì khi mà con bot này nó viết thì có thể là
một cái có thể là đường truyền internet hoặc là tất cả những cái gì đó nó bị ngắt quãng ở giữa chừng như thế này, đúng không? Thì các bạn sẽ, nếu các bạn chú ý thì các bạn sẽ biết nó sẽ bị ngắt quãng bất ngờ. Thì trong phần này thì chúng ta cần phải ghi thêm một câu lần nữa, hãy viết tiếp theo nào. Tiếp theo, trong phần này các bạn cứ chọn là tiếp theo, next, continue. Các bạn không nên reset hoặc là tất cả mọi thứ, mà để cho nó viết liền mạch lại với nhau luôn. Thì khi mà nó viết thì nó không ghi là 2 hoặc là 3, 4, 5, mà nó viết thêm ở đây, nó cũng hiểu được là cần phải có ba cái tiếp nữa ha. Nó viết hai tiếp rồi thì bây giờ nó viết thêm ba tiếp nữa đấy. Thì như vậy là con bot này có đôi lúc khi mà mình viết cái một nội dung dài thì chúng ta cần phải tập trung và chú ý trong cái việc là xem nó hoạt động và nó làm việc như thế nào. Đôi khi mình không để ý, đôi khi mình lại quên, mình chuyển sang một cái task khác mình làm việc và để cho nó viết, thì có thể là nó sẽ mình lơ nó, đôi khi nó cũng lơ mình luôn đấy. Thì các bạn chú ý trong cái quá trình nó làm việc ha. Thì dù bot nó auto hết nhưng mà chúng ta cần phải có một cái gì đó quản lý cho nó chặt chẽ ha. Rồi đây là một cái kinh nghiệm rồi. Ok, thì sau cái phần demo về tạo nội dung tự động đấy thì các bạn cũng đã hình dung ra được cái công việc mình cần phải áp dụng như thế nào. Thì đến bây giờ là cái phần thứ hai, cái phần này cũng rất là hay, trong phần là dịch nội dung ra các ngôn ngữ khác. Thì tại vì sao mà mình trình bày cho các bạn về cái kinh nghiệm này thì cũng xuất phát từ cái công việc mình làm product. Thì mình làm sản phẩm, thì cái quá trình mà mình làm á, thì mà xuất bản ứng dụng á, thì có những ứng dụng mà phát triển khá là đề xuất đến những cái nước khác, ví dụ như nước Pháp, nước Australia, nước Thái Lan. Thì tất cả những cái nước đó thì để làm sao cho cái gọi là những người bản địa đó họ dùng thân thiện với cái sản phẩm của mình á, thì mình thì Quốc Anh sẽ dịch sang cái ngôn ngữ bản địa đấy cho nó sử dụng cái ứng dụng của mình nó gần gũi hơn. Cho nên cái phần dịch nội dung này á, đối với cái con chat GPT này mình đã chat, đã kiểm điểm mà đã kiểm định rồi, thì cũng khá là hay trong việc là mình sẽ dịch nội dung ra tất cả những thứ tiếng khác. Sự ra đời của chat GPT này, nó mục đích của nó là mang tính là global, nó toàn cầu, nó không phải là chỉ có sử dụng tiếng Anh không thôi nha. Cho nên các bạn hãy xem cái phần demo của mình. Rồi trong cái phần này thì mình demo cho các bạn về cái phần dịch sang một thứ tiếng khác. Thì mình sẽ lên trên ví dụ cái website của mình đi, mình sẽ chọn một cái khóa học làm app, Preskin app ở đây. Ví dụ như mình dịch sang cái phần này ha. Đây, những lợi ích này. Mình sẽ copy cái nội dung này và mình sẽ dán vào đây. Nhưng mà mình trước khi mình dán thì mình cần phải nói nó rất phải rõ ràng. Dịch cho tôi sang tiếng Pháp đi nha, sang tiếng Pháp. Mở ngoặc đóng ngoặc. Ok. Rồi, ok, nó viết bằng tiếng Pháp nha. Rồi, ok ha. Thì như vậy là các bạn sẽ thấy được cái vấn đề về cái công việc mà dịch thuật của cái con bot này chưa? Khá là ok nha. Cái này mình kiểm định lại á, thì mình có thể làm copy sang Google Translate thử xem chính xác với cái nội dung ở phía trên này hay không. Đấy. Thì hầu như bữa giờ mình đã làm việc với nó về cái phần dịch này, dịch thuật này, thì rất là ok về cái vấn đề này ha. Rồi, về tiếng Anh thì rất là dễ rồi. Cái này tiếng Anh mà dịch ra rất là dễ rồi. Còn những cái thứ tiếng khác thì chúng ta cần phải dịch ra
theo cái kiểu tự động như thế này nó dễ hơn. Ok, sau khi mình trình bày cho các bạn về cái phần trình bày và demo cho các bạn về cái phần dịch nội dung ra cái ngôn ngữ khác ha, trong cái ChatGPT này thì các bạn thấy cũng rất là vi diệu nha. Bây giờ đến cái bước tiếp theo đó là viết code lập trình ha. Viết code lập trình đây là một cái tính năng khá là ưu việt trong cái phần ChatGPT này. Thì các bạn sẽ xem mình demo cái cách viết code như thế nào ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ demo cho bạn về cái công bố này yêu cầu nó viết một cái đoạn code ha. Thì không hẳn viết một đoạn code mà ví dụ như các bạn tưởng tượng ở trong cái ứng dụng Android đi thì nó sẽ có một cái màn hình đầu tiên là màn hình cái gì Splash đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bảo nó viết code ha. Viết code làm cái màn hình Splash cho ứng dụng trong Android Studio. Ok, mình yêu cầu nó chi tiết như thế này thì công bố này nó sẽ hướng dẫn cho mình như thế nào, các bạn hãy xem nào. À, nó giới thiệu luôn tạo một cái màn hình Splash ở trong Android Studio đó, tạo một project mới nếu mà các bạn có project rồi thì không cần tạo ha. Rồi sau đó mình sẽ tạo một cái activity mới này tên là Splash Activity đúng rồi. Trong tiệp Activity Splash HTML hãy chèn một đoạn code sau. Khi các bạn tạo ra một cái file Activity HTML đó, gọi là file ở này frontend đấy, là các bạn chỉ cần là copy cái đoạn code này vào thôi. Ok, khá là đơn giản. Thì ở đây mình chỉ có yêu cầu nó là viết đơn giản là một cái màn hình Splash thôi, mình không yêu cầu là cái trang trí trên màn hình đó như thế nào, nhưng mà nó hiểu được là nó chèn một cái logo vào ha. Ở đây là nó viết một cái đoạn code về Java, để chạy được cái Splash thì chúng ta cần phải có Java và HTML ha. Trong Android Manifest thì mình đặt cái Splash Activity để làm mặc định ha. Thì mình khai báo ở trong cái Android Manifest cái này. Khai báo cái phần Splash Activity vào ha. Thì như vậy á, cái phần này nó nếu bạn nào mà biết lập trình rồi á thì cái về phần viết code về một cái này á thì các bạn khỏi cần viết luôn nha. Thì các bạn chỉ có viết một cái câu như thế này thôi thì nó sẽ làm hết. Thì cái này nếu mà bạn nào mà cùng những bạn mà học viên mà mình hướng dẫn các bạn làm ứng dụng á thì các bạn cũng biết được cái quy trình làm app rồi á, thì chỉ có là trước hết á là mình sẽ tạo ra cái file HTML Activity Splash này ha, chỉ có cần copy cái này vào. Thì trong phần này thì cái ngôn ngữ đó, cái background này á là cái color này này, thì mình sẽ đổi lại cái màu sắc tùy theo của mình ha. Và trong cái phần email view thì có nghĩa là splash logo này mình sẽ chèn cái icon của mình vào đây, icon của mình tên gì thì mình sẽ viết vào đây, thay đổi ra ha. Rồi tiếp theo là đến cái phần là splash Java thì mình sẽ copy cái file, tạo cái file splash activity chấm Java này thì mình sẽ copy cái đoạn mạng này vào thôi, và trong cái Android manifest sẽ copy cái này vào thôi là xong. Ok đấy. Thì về cái vấn đề về code thì có thể là trong một thời gian gần tới đây thì cái sự hoàn thiện của con chat GPT này nó thông minh lên rồi, thì tất cả mọi thứ về phần lập trình code thì các bạn khỏi cần phải làm ha, cứ ngồi copy dán vào thôi. Ok rồi, ok. Sau cái demo của mình về viết code tạo ra một cái Splash Activity ở trong Java, trong Android Studio để tạo ra một cái màn hình ứng dụng thì các bạn thấy đấy, thì cái phần ChatGPT này đã là một cái con AI trí tuệ nhân tạo để mà giúp cho chúng ta
giúp cho tất cả những cái người lập trình hoặc là giúp tất cả những cái người mà biết quy trình và xuất bản ứng dụng thì khỏi cần ngồi viết code. Thì như vậy là những người nào mà lập trình thì bây giờ về cái phần viết code thì các bạn khỏi phải làm đi. Có con bot ChatGPT này nó làm rồi. Việc của các bạn chỉ có là copy paste vào để cho nó hoàn thiện cái sản phẩm ha. Đấy là một cái phần tối ưu khá là nhanh trong cái quá trình phát triển ứng dụng và lập trình. Trong cái quá trình lập trình tất cả mọi cái lĩnh vực về công nghệ lập trình ha. Ok, và tiếp theo cái công việc tiếp theo đó là viết kịch bản ha. Thì viết kịch bản này, đây là một cái công việc khá là thú vị trong việc là sáng tạo nghệ thuật ha, sáng tạo về điện ảnh. Ok, các bạn xem demo của mình ha. Ok, từ cái lập trình code, tất cả các dòng code mà khá là công nghệ như thế này, bây giờ mình sẽ chuyển sang ví dụ cho các bạn về cái phần ý tưởng về viết kịch bản nha. Ví dụ như là mình viết đây là tạo cho tôi quảng cáo đi. Quảng cáo gì? Ví dụ như khóa học làm app reskin app thời gian với thời lượng 40 giây ha. Ok, hãy viết cho tôi một cái kịch bản quảng cáo ha, kịch bản video. Quảng cáo. Ok, thì đây là cái yêu cầu của mình ha, ngắn gọn và đơn giản và rất là rõ ràng. Rồi, xem nó viết như thế nào ha. Oh, sorry. Cái này có thể là, nếu mà như thế này á, thì mình có thể là, những cái trường hợp như thế này á, thì chúng ta có thể là do mình yêu cầu nó rất là nhiều và rất là nhiều cái lĩnh vực ha. Các bạn hiểu không nào? Thì trong cái quá trình mà làm việc nhiều như này á, thì mình có thể là confirm client conversion này, mình F5 lại để cho nó lock lại. Rồi, ok. Thì bây giờ là mình sẽ chào nó một tiếng lại này nè. Trước hết các bạn cần phải có lời chào, ví dụ như các bạn chào bằng tiếng Anh thì nó sẽ định vị được đó là có thể là nói, giao tiếp và tất cả mọi giao thức là bằng tiếng Anh thì mình sẽ làm việc bằng tiếng Anh, còn tiếng Việt thì mình gọi bằng tiếng Việt nha. Đấy, một cái câu hỏi của mình, bây giờ mình không hỏi cái câu hỏi về kịch bản cái này nữa, nhưng mà bây giờ mình sẽ hỏi về một cái kịch bản là viết cho tôi kịch bản quảng cáo, kịch bản video quảng cáo nha. Các bạn ghi chi tiết một xíu, video quảng cáo về ứng dụng QR code ha, về ứng dụng QR code với những chức năng chính sau đây, ví dụ như là cái QR code thời gian 50 giây ha, 50 giây với những chức năng sau đây thì thứ nhất là quét mã vạch, quét QR và tạo QR code dễ dàng. Ok, rồi bây giờ thử xem nó viết như thế nào ha. Giới thiệu sản phẩm.
Một là mở đầu, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu tính năng, giới thiệu sự tiện lợi. Thì ở đây nó đi cũng đúng cái quy trình ha, của một cái quảng kịch bản về quảng cáo về sản phẩm. Đấy. Kết thúc là hãy tải ứng dụng là call action, là lời kêu gọi. Thì đây là một cái mẫu quảng cáo về promotion ứng dụng, nó theo một cái kia tiêu chuẩn standard ha. Thì có phần mở đầu, phần giới thiệu sản phẩm, phần giới thiệu những tính năng, rồi sau đó giới thiệu những cái tiện lợi, rồi sau đó kết thúc là cái lời kêu gọi hành động của khách hàng tiềm năng, của user ha. Thì đây là một cái cách mà chúng ta có thể là bảo nó tạo ra rất là nhiều cái idea, những cái nội dung, những cái kịch bản để cho mình có quyền sự lựa chọn ha. Cái nào hay thì mình sẽ chọn mình làm. Rồi sau khi về cái phần demo về viết kịch bản rồi, thì cái phần kịch bản này vẫn chưa hoàn thiện lắm đối với cái ngôn ngữ Việt, tiếng Việt. Nhưng mà mình thấy qua quá trình demo cho các bạn về bốn cái lĩnh vực này, thì mình thấy ChatGPT là như thế nào, theo các bạn, khả năng của bạn thấy như thế nào, có một cái tương lai như thế nào. Thì chắc chắn là mọi người có một cái ứng dụng, có một cái cảm nhận riêng, đúng không? Nhưng mà riêng Quốc Anh á, thì cái cảm nhận cá nhân riêng của mình á, đây là một cái combo nó mới ra đời cách đây cũng mấy tháng ha, năm tháng 11 năm 2022. Thì đây là combo được ra đời trên một cái thương hiệu rất là lớn, là về đằng sau là Microsoft. Thì mình tin tưởng rằng đây là một cái combo có khả năng là phát triển và thay đổi được rất là nhiều cái ngành nghề trong tương lai, và áp dụng trong những cái lĩnh vực và tạo ra hiệu suất hiệu quả rất là tốt. Đấy, đặc biệt nhất là những cái lĩnh vực, cái ngành nghề về MMO của mình, nếu mà biết tận dụng, biết phát triển về nó, thì cái hiệu quả của nó có thể là ít lên 10 hoặc là lên 20 trong cái công việc. Nhưng mà hiện tại thì Boss ChatGPT này, thì theo cá nhân của mình á, thì đó là một cái con bot mang tính là tổng hợp, bao trùm cái gì cũng biết hết. Cho nên khi mà các bạn áp dụng vào một cái lĩnh vực cụ thể thì các bạn cần phải kịp định lại ha. Nó khác vào những cái công bố về những cái tool về chuyên gọi là chuyên môn hóa những cái lĩnh vực đấy. Cho nên bot AI này, bot chat GPT này thì các bạn cần phải có những cái thời gian trải nghiệm và rút trải nghiệm và kiểm định cho nó ok trong từng loại cái dịch vụ, cái sản phẩm của mình. Ok, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng các bạn đăng ký cái tại subscribe cái kênh YouTube của Quốc Anh ha, Quốc Media, để mình sẽ làm những cái video tiếp theo cho các bạn ha.